Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 34. Chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình. Các chất rắn được phân thành hai loại, kết tinh và vô định hình. Cách phân loại này dựa trên những đặc điểm gì về cấu trúc và tính chất của các chất rắn? Một la mã, chất rắn kết tinh. Một, cấu trúc tinh thể. Có thể quan sát thấy các hạt muối ăn, NaCl, cloruro natri, có dạng khối lập phương, hình 34.1. Các viên đá thạch anh, SiO2, oxit silic, có dạng khối lăng trụ 6 mặt, và hai đầu là hình chóp, vân vân. Sở dĩ hạt muối, viên đá thạch anh, vân vân, có dạng hình học xác định nêu trên, là do chúng có cấu trúc tinh thể. Nhờ sử dụng tia Röntgen hay tia X, người ta đã nghiên cứu được cấu trúc tinh thể. Cấu trúc tinh thể hay tinh thể là cấu trúc tạo bởi các hạt, nguyên tử, phân tử, ion liên kết chặt với nhau bằng những lực tương tác và sắp xếp theo một trật tự hình học không gian xác định, gọi là mạng tinh thể. Trong đó, mỗi hạt luôn dao động nhiệt quanh vị trí cân bằng của nó. Ví dụ, tinh thể muối gồm các ion Cl- và Na+. Mỗi ion dao động nhiệt quanh một vị trí cân bằng trùng với mỗi đỉnh của khối lập phương, hình 34.2. Chất rắn có cấu trúc tinh thể được gọi là chất rắn kết tinh hay chất rắn tinh thể. Kích thước tinh thể của một chất có thể thay đổi từ vài cm đến cỡ phần 10 nanomet. Trong đó, 1 nanomet bằng 10 lũy thừa trừ 9 mét. Tùy thuộc quá trình hình thành tinh thể diễn biến nhanh hay chậm, tốc độ kết tinh càng nhỏ, tinh thể có kích thước càng lớn. Hỏi, tinh thể của một chất được hình thành trong quá trình nóng chảy hay đông đặc của chất đó? 2. Các đặc tính của chất rắn kết tinh. A. Các chất rắn kết tinh được cấu tạo từ cùng một loại hạt, nhưng cấu trúc tinh thể không giống nhau thì những tính chất vật lý của chúng cũng rất khác nhau. Ví dụ, kim cương và than trì là các chất rắn được cấu tạo từ cùng các nguyên tử carbon, ký hiệu C, nhưng có cấu trúc tinh thể khác nhau, hình 34.3, nên chúng có những tính chất không giống nhau. Kim cương rất cứng và không dẫn điện, còn than trì khá mềm và dẫn điện. B. Mỗi chất rắn kết tinh ứng với một cấu trúc tinh thể, có một nhiệt độ nóng chảy xác định, không đổi ở mỗi áp suất cho trước. Ví dụ, ở áp suất chuẩn 1 atmosphere, nước đá nóng chảy ở 0 độ C, thiếc nóng chảy ở 232 độ C, sắt nóng chảy ở 1530 độ C, vân vân. C. Các chất rắn kết tinh có thể là chất đơn tinh thể hoặc chất đa tinh thể. Muối, thạch anh, kim cương, vân vân là các chất đơn tinh thể. Các chất này được cấu tạo chỉ từ một tinh thể, tức là tất cả các hạt của nó được sắp xếp trong cùng một mạng tinh thể chung. Chất rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, tức là các tính chất vật lý của nó như độ nở dài, độ bền, vân vân, không giống nhau theo các hướng khác nhau trong tinh thể. Hầu hết các kim loại, ví dụ như sắt, đồng, vân vân, và hợp kim là các chất đa tinh thể. Các chất này được cấu tạo từ vô số tinh thể rất nhỏ liên kết hỗn độn với nhau. Chất rắn đa tinh thể có tính đẳng hướng, tức là những tính chất vật lý của nó đều giống nhau theo mọi hướng trong tinh thể. Hỏi, tại sao chất rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, còn chất rắn đa tinh thể lại có tính đẳng hướng? 3. Ứng dụng của các chất rắn kết tinh. Các đơn tinh thể silic, ký hiệu Si, và germani, ký hiệu là Ge, được dùng làm các linh kiện bán dẫn như diốt, transistor, các mạch vi điện tử, vân vân. Kim cương rất cứng nên được dùng làm mũi khoan, dao cắt kính, đá mài, vân vân. Các kim loại và hợp kim được dùng phổ biến trong các ngành công nghệ khác nhau như luyện kim, chế tạo máy, xây dựng cầu đường, đóng tàu, điện và điện tử, sản xuất đồ gia dụng, vân vân. Hai la mã, chất rắn vô định hình. Thủy tinh, nhựa đường, các chất dẻo, vân vân là các chất rắn vô định hình, tức là các chất không có cấu trúc tinh thể và do đó không có dạng hình học xác định. Hỏi, chất rắn vô định hình có tính dị hướng không? Có nhiệt độ nóng chảy xác định không? Tại sao? Các chất rắn vô định hình có tính đẳng hướng và không có nhiệt độ nóng chảy,
hoặc đông đặc, xác định. Khi bị nung nóng, chúng mềm dần và chuyển sang thể lỏng. Một số chất rắn như lưu huỳnh, đường, v.v. có thể tồn tại ở dạng tinh thể hoặc vô định hình. Ví dụ, khi đổ lưu huỳnh tinh thể đang nóng chảy ở nhiệt độ 350 độ C vào nước lạnh thì do bị nguội nhanh nên lưu huỳnh không đông đặc ở dạng tinh thể mà chuyển thành dạng dẻo vô định hình. Các chất rắn vô định hình như thủy tinh, các loại nhựa, cao su, v.v. đã được dùng phổ biến trong nhiều ngành công nghệ khác nhau do có nhiều đặc tính rất quý như dễ tạo hình, không bị rỉ, không bị ăn mòn, giá thành rẻ, v.v. Qua bài học này các em cần nắm vững, thứ nhất, các chất rắn được phân thành hai loại, kết tinh và vô định hình. Thứ hai, chất rắn kết tinh có cấu trúc tinh thể, do đó có dạng hình học và nhiệt độ nóng chảy xác định. Tinh thể là cấu trúc tạo bởi các hạt như nguyên tử, phân tử, ion liên kết chặt với nhau bằng những lực tương tác và sắp xếp theo một trật tự hình học không gian xác định gọi là mạng tinh thể. Trong đó, mỗi hạt luôn dao động nhiệt quanh vị trí cân bằng của nó. Thứ ba, chất rắn kết tinh có thể là chất đơn tinh thể hoặc chất đa tinh thể. Chất rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, còn chất rắn đa tinh thể có tính đẳng hướng. Thứ tư, chất rắn vô định hình không có cấu trúc tinh thể, do đó không có dạng hình học xác định, không có nhiệt độ nóng chảy hoặc đông đặc, xác định và có tính đẳng hướng. Câu hỏi và bài tập 1. Chất rắn kết tinh là gì? Hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này. 2. Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể. 3. Chất rắn vô định hình là gì? Hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này. 4. Phân loại các chất rắn theo cách nào dưới đây là đúng? A. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn vô định hình. B. Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. C. Chất rắn đa tinh thể và chất rắn vô định hình. D. Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể. 5. Đặc điểm và tính chất nào dưới đây không liên quan đến chất rắn kết tinh? A. Có dạng hình học xác định. B. Có cấu trúc tinh thể. C. Có nhiệt độ nóng chảy không xác định. D. Có nhiệt độ nóng chảy xác định. 6. Đặc điểm và tính chất nào dưới đây liên quan đến chất rắn vô định hình? A. Có dạng hình học xác định. B. Có cấu trúc tinh thể. C. Có tính dị hướng. D. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định. 7. Kích thước của các tinh thể phụ thuộc điều kiện gì? 8. Tại sao kim cương và than trì đều được cấu tạo từ các nguyên tử carbon, nhưng chúng lại có tính chất vật lý khác nhau? 9. Hãy lập bảng phân loại và so sánh các đặc tính của chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Em có biết các tinh thể lỏng? Hiện nay, người ta đã phát hiện được khoảng 3.000 chất lỏng có tính dị hướng. Các chất này được gọi là các chất tinh thể lỏng. Phần lớn các chất tinh thể lỏng là các chất hữu cơ. Nhiều chất tinh thể lỏng có những đặc tính rất quý thể hiện ở chỗ. Một số tính chất vật lý của chúng thay đổi rất mạnh khi các điều kiện bên ngoài thay đổi không đáng kể. Chẳng hạn có những chất tinh thể lỏng, trong đó màu sắc của các tinh thể lỏng thay đổi rõ rệt khi nhiệt độ thay đổi. Tính chất này của các tinh thể lỏng được ứng dụng để chế tạo các cảm biến, dùng biến đổi những ảnh hồng ngoại không thể nhìn thấy thành những ảnh nhìn thấy được. Bộ phận chính của cảm biến loại này là một bản mỏng tinh thể lỏng dán phủ lên mặt một tấm đế mỏng đã được bôi đen. Tấm đế mỏng này hấp thụ các tia hồng ngoại và chuyển thành nhiệt truyền cho các tinh thể lỏng. Màu sắc của bản mỏng tinh thể lỏng trong ánh sáng phản xạ phụ thuộc nhiệt độ. Vì vậy khi chiếu ánh sáng trắng qua bản mỏng tinh thể lỏng thì ta sẽ thu được ảnh nhìn thấy của những phần trên bản mỏng này đã hấp thụ các tia hồng ngoại. Cảm biến loại này được sử dụng làm nhiệt kế cặp sốt đơn giản, dễ sử dụng. Nó chỉ là một đoạn băng giấy phủ chất tinh thể lỏng. Khi dán băng giấy vào trán người bệnh đang bị sốt thì màu sắc của băng giấy thay đổi theo thân nhiệt của người bệnh. Một số chất tinh thể lỏng có tính chất quang học, thay đổi khi đặt một hiệu điện thế vào hai đầu của nó. Những chất này được ứng dụng để chế tạo các bộ chỉ thị quang, ví dụ như các chữ trên mặt màn hình của máy tính bỏ túi, của đồng hồ đo điện hiện số, v.v. Một số chất tinh thể lỏng có độ nhạy rất cao đối với các hơi hóa chất. Khi trong khí quyển có lẫn một lượng nhỏ không đáng kể các hơi hóa chất khác nhau, khoảng 0,00001%, thì màu sắc của các tinh thể lỏng sẽ thay đổi nhanh theo nồng độ của các hơi hóa chất này. Các
Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.